Khi chồng hoặc vợ của bạn dễ dàng vui vẻ với người ngoài nhưng lại khó khăn, nóng tính, cọc cằn với bạn. Khi ở trong những môi trường mà phản ứng và cảm xúc của bạn có thể mang lại hậu quả. Ví dụ đi làm không tốt có thể bị đuổi việc, sai sót với khách hàng có thể bị mất hợp đồng ngay lập tức. Thì chúng ta sẽ có xu hướng kiểm soát và dồn nén cảm xúc của mình. Trong khi đó ở nhà, chúng ta mặc định gia đình là những người sẽ luôn luôn ở đó, sẽ không bao giờ mất đi hoặc là họ sẽ không bao giờ có thể từ chối chúng ta được. Vì thế mỗi người thường có xu hướng thả lỏng cảm xúc của mình ra. Ví dụ trong cùng một ngày, buổi sáng hôm đó khách hàng giao một công việc và bắt bạn phải hoàn thành ngay lập tức, bạn vẫn phải cố gắng làm bởi vì nó có liên quan đến cơm áo gạo tiền. Cảm xúc tức giận xuất hiện bên trong bạn lúc này bị dồn nén lại, và buổi chiều ngày hôm đó khi về đến nhà, chỉ cần vợ của bạn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn hoặc chồng của bạn chưa kịp để giày lên kệ thì ngay lập tức bạn sẽ xả sự tức giận lên họ bằng cách la mắng, quát tháo, tỏ vẻ khó chịu và cho rằng những điều đó là tồi tệ nhất trên đời này. Như vậy, sự tức giận mà bạn xả ra với gia đình thì đó là một cái điều hoàn toàn tự nhiên khi bạn dồn nén ở một chỗ khác và bạn cần phải tìm nơi khác để xả ra. Nhưng nó hoàn toàn có thể làm tổn thương những mối quan hệ và đẩy những người trong gia đình mình đi xa mình hơn. Nhưng mà điều chúng ta cần phải nhìn ra rằng là ở trong bất cứ môi trường nào thì hậu quả vẫn sẽ luôn có. Vợ chồng của bạn, con cái hay ba mẹ sẽ không ở đó mãi mãi khi bạn cứ suốt ngày tỏ ra khó chịu, và rất nhiều người rơi vào trường hợp như vậy đã phải nói câu giá như...